Tôi xin kính chào các bác ạ. Như vậy là chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa thì sẽ bước sang tháng riêng tháng 2 ở miền Bắc thì được các cụ gọi là riêng hai cắm cắn mai cũng sống, tức là cái mùa trồng cây nói chung đó. Thì từ hôm nay tôi xin phép được làm một nhóm các cái video về đánh giá đặc điểm một số cái cây hoa trà mi để các bác sẽ có được những cái thông tin khoa học đầy đủ và toàn diện về các cái cây trà mi phổ biến ở miền Bắc Việt Nam hiện nay. Thì qua đó bác sẽ lựa chọn cái cây trà nào để mua trồng và chơi trong cái bộ sưu tập trà mi của mình. Bởi vì các bác trồng trà không phải là để có được một cây trà, không phải đơn giản chỉ có được một cây trà nó khỏe mạnh, nó lớn nhanh, mà còn là cái thú vui, cái niềm đam mê thưởng thức những cái bông hoa trà nữa. Thế cho nên là tôi sẽ làm những cái nhóm video này để giúp các bác có thêm những cái thông tin lý thú như vậy. Và cái thời gian qua thì tôi cũng rất được nhiều bác ủng hộ cái kênh về các cái nội dung cây hoa trà. Thì tôi cũng mong là các bác sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong những cái video tiếp theo này bằng việc là các bác like video. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh thì tôi xin kính nhờ bác đăng ký kênh để mà nắm bắt được những cái thông tin tôi chia sẻ với các bác nó được kịp thời. Tôi sẽ giới thiệu một cách khách quan, không có thiên vị bất kỳ một cái dòng trà nào cả, bởi vì tôi không phải là người bán hàng, thế cho nên là tôi không quảng cáo để mà bán, để mà tâng cây này dìm cây kia. Thế tôi có một cái nhìn rất là khoa học và khách quan đấy. Đấy thì mong là các bác cũng hiểu là như vậy, và cũng có một chút cảm tính, bởi vì là đấy là những cái cảm nhận của tôi nữa. Và tôi chọn cái cây đầu tiên là cái cây trà mi bạch cổ vô nhị. Đây một cái dòng trà mà có thể nói là phổ biến nhất, mang cái vẻ đẹp mà đặc trưng của cái dòng trà cổ Việt Nam. Và theo như nhìn nhận của rất nhiều người hiện nay thì cây trà này mà là số 2 thì chắc là ở trong cái nhóm trà cổ Việt Nam thì không có cây nào xứng đáng nhận là số 1 cả. Kể cả là cây trà bạch cổ hữu nhị, tức là cây bạch nhị ấy, thời gian vừa qua thì giá rất là sốt. Nhưng nếu như xét về cái vẻ đẹp thì đa số các bác vẫn cứ bình chọn cây trà bạch cổ vô nhị này hơn. Thế thì lý do tại làm sao? Thì sau đây tôi sẽ thông tin với các bác những cái thông tin về cây trà mi này như sau. Về nguồn gốc thì cây trà mi bạch nhị này chắc chắn là cây trà mi thuần Việt rồi, nó là một dòng trà cổ của Việt Nam. Hiện nay thì có một số dòng trà bạch vô nhị, ví dụ như là bạch vô nhị Tàu chẳng hạn, cũng đã được nhập về. Thế tuy nhiên thì hiện nay cũng vẫn đang trong quá trình kiểm chứng, và tôi cũng hy vọng là các nhà vườn cũng như những bác chơi trà thì có cái đánh giá về cái sinh trưởng phát triển cũng như là nhìn nhận cái bông hoa nhập về nó như thế nào. Nếu có điều kiện thì tôi cũng sẽ nghiên cứu tìm hiểu về nó. Và một cái dòng trà bạch vô nhị nữa đó chính là bạch nhật. Bạch nhật là một dòng vô nhị thì tôi sẽ có một cái video riêng về cái bạch nhật, bởi vì bạch nhật thì đã được thuần ở Việt Nam cũng là khá lâu rồi. Về cái nhận diện cây trà này thì các bác có thể quan sát ở đây. Đây là cái lá của nó này, cực kỳ đặc trưng luôn. Đấy, lá thì thon dài, chóp lá nhọn có gai và khá là xoắn mỏng. Đấy, còn cái đặc điểm lọc của nó thì là cũng để xác định cái trà bạch ấy, đó là lọc nó là xanh quanh năm, tức là cứ bật lọc lên thì cho dù là lọc xuân, lọc hè, lọc thu hay lọc đông thì nó đều có màu xanh. Thế nếu như bác có một cây mà bác thấy rằng là cái lọc nó bật lên nó lại không phải là màu xanh, ví dụ nó có thể là màu hồng tím chẳng hạn, thì đó không còn là cây
bạch cổ vô nhị của Việt Nam nữa. À, nhận diện về cái nụ trà và khả năng làm nụ ạ, thì cái cây trà bạch vô nhị này ạ, nó có khả năng làm nụ khá là dễ dàng đấy, mặc dù nó không thuộc nhóm là rất sai nụ, thế nhưng nó làm nụ cũng rất là dễ, tức là quá trình bác hãm hoa nó dễ dàng để có được những cái nụ thôi. Thế và nó có đặc điểm ạ, đa số là nụ nó ra ở các cái đầu cành này này. Đây chúng ta có thể thấy là đa số nó ra đầu cành này. Đấy, đầu cành. Đấy, còn ở trong nó cũng có nhưng nó ít hơn. Thế còn chúng ta có thể so sánh được là ví dụ đây là cây điểm tuyết chẳng hạn, đấy là một cái cành nó có tới rất nhiều nụ luôn. Ở đây thì tôi đã vặt đi rồi, tôi chỉ để lại 3 nụ, chứ còn nếu để nó còn 6 7 nụ thì nó không phải là cái dòng siêu sai đối với lại cái bạch vô nhị này. Thế nhưng nhìn chung nó là cái dòng dễ làm nụ. Và cái đặc điểm nụ nó bác có thể quan sát thế đấy, là nó cứ bị thơm đầu, đa số là bị thơm đầu đấy. Thế nhưng nó cứ thơm như thế thôi. Thế sau khi mà nó nở bông hoa ra thì các bác có thể đấy, đây là cái đằng cái thơm ấy, là các cái lá bao hoa nó thơm. Thế nhưng mà vào trong cái cánh hoa thì nó lại không có thơm gì cả. Cho nên là chúng ta hoàn toàn là yên tâm để chăm sóc cái cây nó khỏe để nó bật lên nhiều hoa mà thôi. Thế và nhận diện về một số cái thông tin bông hoa thì các bác thấy đây rồi. Đây là những cái mặt hoa của nó, và một bông hoa được coi là đẹp và nở đều khỏe là nó phải nở đến tận cái tâm của bông hoa như này các bạn. Đấy thì đấy là nó mới thể hiện một bông hoa đúng và cái cây nó sinh trưởng khỏe. Chứ còn nếu như nó chỉ nở được một số ít ở cái cánh bên ngoài, còn ở trong nó cụp lại, thì đấy là một bông hoa không đạt và cây yếu. Sở dĩ cây này nó cụp như này là bởi vì nó chưa nở hết này các bạn. Thế vì sáng hôm nay tôi mới thấy nó cụp cụp mà nó bung được một số cánh thôi. Và buổi tối thì tôi đi làm về, bây giờ tôi đang quay buổi tối các bạn. Chứ nếu ban ngày thì nó vô cùng là đẹp. Tiếc là tôi không có thời gian. Chứ nếu tôi có thời gian mà tôi quay ban ngày thì cũng đẹp nữa đấy. Thế thì là nó có cái đặc điểm như vậy để các bác biết. Thì đây là những cái mặt hoa rất là đặc trưng. Cái cây này của tôi thì nó đã nở một bông rồi. Và hiện tại trên cây thì nó đang có 5 bông hoa, đây là 2 bông. Cái bông này là 3 và 2 bông bên này. Bông này và bông này. Thì riêng cái bông này là nở được sang đến ngày thứ 5 rồi các bạn. Đấy. Thế thì là cái đặc điểm cái bông hoa như vậy các bác có thể quan sát được. Thế còn về cái thời vụ nở thì thông thường, ở đây tôi nói thông thường nhé, còn một số cây thì nó hơi đặc biệt thì có thể nó khác. Thì cái thời vụ nó nở trước Tết Dỗ khoảng độ 15 đến 20 ngày. Đấy, tức là nó thường nở rộ trước Tết 15 đến 20 ngày. Thế thì giá mà nó vào được Tết thì còn đẹp hơn đúng không các bác? Tuy vậy thì đến Tết nó vẫn còn. Tôi ví dụ như cây của tôi đây thì là có 24 cái nụ, thì trước đây nó nở một nụ để chào đầu mùa rồi. Thế còn 5 nụ này nữa thì nó còn là tới 18 cái nụ nữa. Thì là nó sẽ nở vào các cái dịp sau. Thì nó sẽ đảm bảo đến Tết thôi. Đây ví dụ như đây là những cái nụ mà 3-4 hôm nữa, nhưng cái nụ này là nó sẽ đón Tết ông Táo này các bác này. Đấy, tức là 2-3 tháng chạp này này. Thế còn những cái nụ này thì nó hoàn toàn được đến Tết. Thì còn cái độ bền của cái bông hoa này thì khách quan mà nói nó không được bền cao đâu. Vì sao nó không bền cao? Bởi vì nó là một bông hoa rất to, các bác có thể so sánh này, nó gần to bằng cái bát ăn cơm á, và cánh rất là nhiều. Thế thì và nó cũng tương đối là mỏng chứ không hẳn là dày lắm. Thì chính vì vậy cho nên một bông hoa to cánh khá mỏng như này thì nó được xếp vào cái dòng mà hoa không phải là được bền nhiều thời gian. Đấy, nó cộng với lại cây hoa trà thơm Trinidad ấy, thì là có mức độ bền ở mức độ không cao. Đấy, có thể khách quan mà nói là như vậy. Thế tuy vậy thì cái bông này nó có một cái điểm lý thú là nếu như nó không bị nước, nó không bị hỏng hoa thì là chúng ta sẽ ngắm được cái bông hoa đến lúc nó rụng nó vẫn đẹp. Đấy, nó có một cái đặc điểm như thế. Và thường là nó rụng từ cái cánh ở nở trước cho đến cái tâm của bông hoa. Thế nó có một cái đặc điểm rất độc đáo như vậy. Thì khi chúng ta ngắm bông trà nó vẫn được đẹp từ lúc nở cho đến lúc tàn. À, về cái giá trị tinh thần và cái sự yêu thích ấy, thì có thể nói rằng là nó
rất xứng đáng ở cái vị trí dẫn đầu đối với lại cái tình yêu cây trà của rất nhiều người chơi. Mặc dù một số người có nói rằng là cây trà này á, nó trắng thì nó có cái buồn nó không không được vui, được tốt. Thế nhưng nhìn chung là nó đầy trắng một cách tinh khiết như tuyết, và ở chân cánh thì nó có những cái màu vàng chanh nó tương phản khá là đẹp. Thế và các cụ gọi nó với cái tên yêu mến là trà bạch tuyết mà. Thế cho nên nó rất đẹp. Thế và đặc biệt là với những người mà có cái tính cách thanh cao, giản dị mà tinh tế thì vô cùng yêu thích cái dòng trà này. Mà ngày xưa là các cụ nhà nho đấy, thì là có cái cây trà này đâu các bạn, và rất chuộng nó luôn. Nhìn nhận về cái góc độ xu hướng phát triển cũng như là cái giá trị kinh tế ấy, thì mặc dù nó không tạo ra cái sốt giá, thế nhưng mà có điều là cái số lượng giao dịch của trà bạch này cũng thuộc diện cao nhất nhỉ trong cái lúc sốt trà cũng như là không sốt trà. Thế còn là cái giá của nó thì nhìn chung nó không có đột biến, nhưng nó luôn luôn ở mức cao, dễ bán. Thế thì đó là những cái nhận diện ưu điểm. Thế còn một số cái nhược điểm của nó như này. Đây là cái cây mà lá nó khá là buồn, có thể nói nó mỏng và nó quăn này khá là buồn. Thế và cái cành này, mặc dù là mang một cái bông hoa rất là to các bạn, nhưng cái cành nó mảnh khảnh. Thế cho nên khi mà làm bonsai, cảm giác cái cây nó không được mập mạp, u bệ bề thế. Đấy cũng là một cái nhược điểm. Nếu như bạn nào mà thích cây thanh cao thì lại thích nó. Ngoài ra thì do nó không có quả, vì là nó không có nhị, nó không thụ được phấn, nó không có quả, nó không có hạt. Cho nên cái trường hợp này dẫn đến là nó không phong phú về cái mặt hoa. Thì nó chỉ biến thiên nhẹ qua cái điều kiện thời tiết một số năm, hoặc là qua kỹ thuật chăm sóc của bác. Có thể nó to, nó bé, hoặc là cánh hoa nó phẳng, nó bóng hơn được thôi. Hoặc là do cái đầu mùa và cuối mùa nó cũng thay đổi một chút, mà chỉ có người nào quan sát kỹ và tinh tế thì mới phát hiện được. Thế đây cũng là một cái nhược điểm, là vì nó không tạo ra những cái bông hoa phong phú về mặt hoa, nhưng nó cũng là một ưu điểm, bởi vì chính vì vậy nó tạo ra một cái sự khác biệt độc đáo so với lại các cái giống trà khác. Mà khi chúng ta mua được cây trà bạch cổ vô nhị thì chúng ta yên tâm rằng là đúng giống rồi, chứ không ngại về cái việc là nó có giống A, giống B, giống C, bạch nhị này, bạch nhị kia. Trừ khi tàu thì cần phải kiểm chứng thêm. Thế còn cây trà bạch Nhật thì nó có sự sai khác rất nhiều so với cái bạch cổ của Việt Nam mình như này. Thưa các bác, với cái video giới thiệu về cái cây trà bạch cổ vô nhị này thì là một lần nữa khẳng định với các bác rằng đây là một cây trà đẹp, bởi vì màu sắc nó rất là trắng, tinh khiết, bông hoa to, sinh trưởng phát triển tốt. Và nó là một cái dòng trà cổ của Việt Nam cho nên là được rất nhiều người yêu thích. Thì qua cái video này tôi mong là các bác có một cái nhìn rất là khách quan, khoa học và đầy đủ về cây trà bạch vô nhị này, để các bác quyết định lựa chọn là mình có trồng nó hay không. Thì tôi xin phép dừng cái video tại đây. Xin được cảm ơn các bác đã xem cái video này, và mong là các bác chờ đón các cái video tiếp theo về các cái dòng trà khác. Tôi xin kính chào các bác.